Chào cả nhà, hôm nay mình ra thăm vườn thì thấy những cây Việt Quất phát triển rất là tốt và đang cho những cái chùm hoa và nụ rất là đẹp, nên mình quyết định chia sẻ cho mọi người cùng coi. Thì với những ai mà thắc mắc là những cây Việt Quất có thể trồng và ra hoa ra trái tại Việt Nam hay không, thì đây là cái video mình giải đáp thắc mắc ha. Thì những cái cây này á là nhập về Việt Nam mình là cây từ lúc mà chưa có bông, chưa có hoa nha cả nhà. Những cây này, những cây tơ. Nếu mà có ai đã theo dõi video mấy tháng trước của mình á, khi mà mới nhập Việt Quất về thì cũng sẽ biết là nhập về rất là nhiều cây giống. Và sau một thời gian ở vườn thì những cây này đã cho nụ và hoa. Thì mọi người cũng thấy ha, những cái cây Việt Quất này vẫn đang trong cái chậu, cây giống rất là bé nhưng mà cây vẫn cho ra hoa ra trái. Thì Việt Quất này á, là không hề bón NPK nha cả nhà. Cây ở trong vườn đa số là cho phân gà hoai mục ha. Cây vườn là chủ yếu là cho phân gà hoai mục nên cây ở mình bán ra cho khách á, về trồng rất là tốt. Tại vì cây mà cho NPK thì cái cây á, nó tốt phổng phao nhưng mà sau đó nó rất là dễ suy cây. Còn cây mà cho phân hữu cơ á, thì nó sẽ rất là tốt và cái tốt nó bền nha cả nhà. Thì đây là cái giải đáp thắc mắc ha, cho những ai mà đang còn suy nghĩ lăn tăn về không biết là Việt Quất trồng Việt Nam có hoa có trái không. Thì đây chứng minh rằng dẫu rằng ở trong cái chậu rất là bé mà cây vẫn cho những chùm hoa rất là sai hoa như vậy đó. Cả nhà nhìn thấy cưng không ạ? À, Việt Quất này mỗi lần nó ra nụ ra hoa là ra chùm chùm vậy nha cả nhà.